Lee Min Ho, Suzy tái hợp sau 5 năm chia tay, tình tứ đưa nhau đi sự kiện. Với fan, Lee Min Ho và Suzy luôn là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hàn. Mới đây, hình ảnh hai ngôi sao đình đám này cùng xuất hiện trong một bữa tiệc kín đã khiến cả châu Á xôn xao. Cụ thể, trong bức ảnh, Lee Min Ho chụp cùng CEO No Hee-young của YG Foods and Entrepreneur tại bữa tiệc vào tuần trước. Suzy được cho là đã đứng ngay sau nam tài tử này. Chưa hết, truyền thông Hàn còn đưa tin cho hay Suzy sau đó được cho là xuất hiện trong khung hình bàn tiệc và ngồi ngay sát Lee Min Ho. CEO No Hee-young, nhân vật VIP trong bữa tiệc cũng theo dõi cả hai ngôi sao này trên mạng xã hội. Khi zoom kỹ ảnh của Lee Min Ho, nhiều người nhận ra Suzy đứng ngay đằng sau. Trong bức hình chụp lại bàn tiệc quy tụ nhiều ngôi sao đình đám và CEO quyền lực, Lee Min Ho và Suzy được cho là ngồi ngay cạnh nhau. Những chi tiết này khiến netizen không khỏi xôn xao vì Lee Min Ho và Suzy đã cùng dự tiệc kín không ngần ngại xuất hiện cùng nhau. Tài tử đình đám Lee Min Ho và tình đầu quốc dân Suzy bắt đầu hẹn hò từ tháng 3 năm 2015. Sau đó, Deep Bass chụp được loạt ảnh cặp đôi bên nhau tại châu Âu. Lee Min Ho và Suzy nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả vì quá tương xứng từ ngoại hình cho đến danh tiếng. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2017, cặp đôi thông báo chia tay vì lý do cá nhân. Suzy và Lee Min Ho từng là một cặp đôi đẹp của Kbiz và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ fans. Chính vì vậy, khi cả hai công khai thông tin đường ai nấy đi, từng khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và tiếc nuối. Bẵng đi một thời gian, mạng xã hội lại xôn xao thông tin nghi vấn cả hai đã gương vỡ lại lành. Theo đó, cách đây khá lâu, cư dân mạng cũng từng xôn xao thông tin nam diễn viên Lee Min Ho tái hợp cùng bạn gái cũ nữ ca sĩ Suzy. Cụ thể, ngày 10 tháng 10 là sinh nhật tuổi 25 của Suzy. Ngay lập tức trên trang cá nhân, Lee Min Ho đã đăng tải một bức hình bản thân đang đi ăn tối. Bên cạnh anh có xuất hiện thêm một bộ chén dĩa. Ngay lập tức, cư dân mạng đã suy luận rằng đây có thể là động thái của Lee Min Ho trong ngày sinh nhật bạn gái cũ. Một nguồn tin khác còn cho biết, Lee Min Ho và Suzy thực chất đã quay trở lại với nhau, nhưng cả hai đều giữ kín thông tin đối với truyền thông. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng đây là suy luận thiếu thực tế. Một số khác thì cho rằng có thể động thái này có liên quan tới kỷ niệm 7 năm ngày công chiếu Người Thừa Kế. Tất nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán từ phía fans, chứ không hề có bằng chứng nào cụ thể được đưa ra. Sau đó, vào ngày 22 tháng 6 năm 2021, nam thần huyền thoại biển xanh đã đăng tải tấm ảnh ngày bé để chúc mừng sinh nhật bản thân. Đáng chú ý là dòng chữ Thank you very much, Than be happy. Cảm ơn rất nhiều, Than hạnh phúc nhé. Người hâm mộ nhanh chóng phát hiện ra cách Lee Min Ho viết chữ Thờ X giống với thói quen của tình cũ Suzy. Không những vậy, thời gian gần đây, hai diễn viên nổi tiếng liên tiếp bị bắt gặp những khoảnh khắc trùng hợp đáng ngờ. Cụ thể, một số ý kiến cho rằng chú cún nhỏ trong bức ảnh của Suzy và Lee Min Ho khá giống nhau, nhìn cứ như là một. Thậm chí đến background chụp hình cũng rất giống nhau. Những chi tiết này nhanh chóng được chia sẻ khiến nhiều người hâm mộ đưa ra phỏng đoán cả hai đã yêu lại từ đầu. Rất đông fan thể hiện sự ủng hộ dành cho cặp đôi, hy vọng tin đồn gương vỡ lại lành giữa Suzy và Lee Min Ho là thật. Chẳng có gì khó hiểu khi người hâm mộ lại ủng hộ chuyện tình yêu của Suzy và Lee Min Ho như vậy. Cả hai đều tài năng, giàu có, sự nghiệp vẻ vang, ngoại hình cũng xứng đôi vừa lứa. Việc trai tài gái sắc về chung một nhà, chẳng còn gì để bàn cãi. Một số cư dân mạng không ngần ngại để lại bình luận. Mong ước bấy lâu nay của tôi, anh chị đẹp đôi thực sự. Vì thích cặp này quá trời, thích nhất trong các cặp đôi Kbiz. Dù hy vọng hai người quay lại nhưng chưa đủ bằng chứng. Người yêu nhau rồi sẽ quay trở lại với nhau thôi.